Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc có phiền não hoặc không phiền não,
chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên quán quả dự lưu hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán quả dự lưu hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán quả dự lưu hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán quả dự lưu hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán quả dự lưu hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán quả dự lưu hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán quả dự lưu hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán quả dự lưu hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán quả dự lưu hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán quả dự lưu hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán quả dự lưu hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán quả dự lưu hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán quả dự lưu hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán quả dự lưu hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán quả dự lưu hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán quả dự lưu hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán quả dự lưu hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán quả dự lưu hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán quả dự lưu hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán quả dự lưu hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh,
chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc đại Bồ Tát hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc danh xưng cả hai, đều chẳng thấy ở trong cõi hữu vi, cũng chẳng thấy ở trong cõi vô vi. Vì sao, thiện hiện? Vì các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp chẳng khởi phân biệt, không phân biệt sự sai khác. Thiện hiện đại Bồ Tát ấy khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp an trụ vô phân biệt, có khả năng tu Bố Thí Ba La Mật Đa, cũng có khả năng tu Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, có khả năng trụ cái không nội, cũng có khả năng an trụ cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, có khả năng an trụ chân như, cũng có khả năng an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn, có khả năng tu bốn niệm trụ, cũng có khả năng tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có khả năng an trụ thánh đế khổ, cũng có khả năng an trụ thánh đế tập diệt đạo, có khả năng tu bốn tịnh lự, cũng có khả năng tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có khả năng tu tám giải thoát, cũng có khả năng tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, có khả năng tu pháp môn giải thoát không,
cũng có khả năng tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, có khả năng tu tất cả pháp môn đà la ni, cũng có khả năng tu tất cả pháp môn tam ma địa, có khả năng tu bậc cực hỷ, cũng có khả năng tu bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệu tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, có khả năng tu năm loại mắt, cũng có khả năng tu sáu phép thần thông, có khả năng tu mười lực của Phật, cũng có khả năng tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, có khả năng tu pháp không quên mất, cũng có khả năng tu tánh luôn luôn xả, có khả năng tu trí nhất thiết, cũng có khả năng tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Thiện hiện đại Bồ Tát ấy, trong những khi tu hành như thế, chẳng thấy đại Bồ Tát, chẳng thấy danh xưng đại Bồ Tát, chẳng thấy bát nhã ba la mật đa, chẳng thấy danh xưng bát nhã ba la mật đa, chỉ chuyên cần cầu trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa đối với tất cả pháp, khéo đạt thật tướng, vì biết trong đó không nhiễm không tịnh. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa nên biết như thật, danh xưng là giả đạt bày ra, pháp là giả đạt bày ra. Thiện hiện, đại Bồ Tát ấy đã biết như thật, danh là giả, pháp là giả rồi, chẳng đắm sắc, chẳng đắm thọ tưởng hành thức, chẳng đắm nhãn xứ, chẳng đắm nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng đắm sắc xứ, chẳng đắm thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng đắm nhãn giới, chẳng đắm nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng đắm sắc giới, chẳng đắm thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng đắm nhãn thức giới, chẳng đắm nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng đắm nhãn xúc, chẳng đắm nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng đắm các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc vui hoặc khổ, hoặc chẳng khổ hoặc chẳng vui, chẳng đắm các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc vui hoặc khổ, hoặc chẳng khổ hoặc chẳng vui, chẳng đắm địa giới, chẳng đắm thủy hỏa phong không thức giới, chẳng đắm nhân duyên, chẳng đắm đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các pháp do duyên sanh ra, chẳng đắm vô minh, chẳng đắm hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ lo phiền, chẳng đắm cõi hữu vi, chẳng đắm cõi vô vi, chẳng đắm cõi hữu lậu, chẳng đắm cõi vô lậu, chẳng đắm bố thí ba la mật đa, chẳng đắm tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện, lược trí ba la mật đa, chẳng đắm cái không nội, chẳng đắm cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh, tự tánh, chẳng đắm chơn như, chẳng đắm pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn, chẳng đắm bốn niệm trụ, chẳng đắm bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng đắm thánh đế khổ, chẳng đắm thánh đế tập diệt đạo, chẳng đắm bốn tịnh lự, chẳng đắm bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng đắm tám giải thoát, chẳng đắm tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng đắm pháp môn giải thoát không, chẳng đắm pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng đắm pháp môn đà la ni, chẳng đắm pháp môn tam ma địa, chẳng đắm bậc cực hỷ, chẳng đắm bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chẳng đắm năm loại mắt, chẳng đắm sáu phép thần thông, chẳng đắm mười lực của Phật, chẳng đắm bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng đắm đại từ, chẳng đắm đại bi, đại hỷ, đại xả, chẳng đắm 32 tướng đại sĩ, chẳng đắm 80 vẻ đẹp kèm theo, chẳng đắm pháp không quên mất, chẳng đắm tánh luôn luôn xả, chẳng đắm trí nhất thiết, chẳng đắm trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng đắm quả dự lưu, chẳng đắm quả nhất lai bất hoàn a la hán và quả vị độc giác, chẳng đắm tất cả hạnh đại bồ tát, chẳng đắm quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đắm ngã, chẳng đắm hữu tình, dòng sinh mạng, sự sanh, sự dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, người do người sanh, ngã tối thắng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, tự thọ quả báo, khiến người thọ quả báo, cái biết, cái thấy, chẳng đắm dị sanh,
chẳng đắm bậc thánh, chẳng đắm Bồ Tát, chẳng đắm Như Lai. Chẳng đắm danh, chẳng đắm tướng, chẳng đắm nghiêm tịnh cõi Phật, chẳng đắm thành thục hữu tình, chẳng đắm phương tiện thiện xảo. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp đều không sở hữu, nên năng đắm, sở đắm, nơi đắm, lúc đắm đều không thể nắm bắt được. Như vậy thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì đối với tất cả pháp không đắm, nên có khả năng tăng trưởng bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện, được trí Ba La Mật Đa, cũng có khả năng an trụ cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, cũng có khả năng an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn, cũng có khả năng tăng trưởng bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng có khả năng an trụ thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo, cũng có khả năng tăng trưởng bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng có khả năng tăng trưởng tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng có khả năng tăng trưởng pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng có khả năng thu nhập niết bàn, xa lìa sanh tử của Bồ Tát, cũng có khả năng an trụ bậc bất thối chuyển Bồ Tát, cũng có khả năng viên mãn tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng có khả năng viên mãn bậc cực hỷ, bậc đi cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Cũng có khả năng viên mãn 5 loại mắt, 6 phép thần thông, cũng có khả năng viên mãn 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Cũng có khả năng viên mãn đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Cũng có khả năng viên mãn 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp kèm theo. Cũng có khả năng viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Cũng có khả năng viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Cũng chứng đắc thần thông tối thắng của Bồ Tát, khi đầy đủ thần thông rồi, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Vì muốn thành thục các loại hữu tình, vì muốn nghiêm tịnh cõi Phật của mình, và vì muốn thấy Như Lai ứng chánh đẳng giác, khi được thấy rồi, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, khiến các căn lành đều được sanh trưởng. Khi căn lành sanh trưởng rồi, tùy chỗ ưa nghe mà chánh pháp của chư Phật đều được nghe và nhận. Khi đã nghe và nhận rồi, cho đến khi an tọa tòa Bồ Đề nhiệm màu, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường không quên mất. Đối với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa đều được tự tại. Như vậy thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên biết như thật, danh là giả, pháp là giả. Lại nữa thiện hiện, cái gọi là đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính cái sắc là đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính thọ tưởng hành thức là đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Cái khác với sắc là đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Cái khác với thọ tưởng hành thức là đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Trong sắc có đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Trong thọ tưởng hành thức có đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Trong đại Bồ Tát có sắc chăng, Bạch Thế Tôn không? Trong đại Bồ Tát có thọ tưởng hành thức chăng, Bạch Thế Tôn không? Địa sắc có đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Địa thọ tưởng hành thức có đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Lại nữa thiện hiện, cái gọi là đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính nhãn xứ là đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính nhĩ tĩ thể thân ý xứ là đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Cái khác với nhãn xứ là đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Cái khác với nhĩ tĩ thể thân ý xứ là đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Trong nhãn xứ có đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Trong nhĩ tĩ thể thân ý xứ có đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Trong đại Bồ Tát có nhãn xứ chăng, Bạch Thế Tôn không? Trong đại Bồ Tát có nhĩ tĩ thể thân ý xứ chăng, Bạch Thế Tôn không?
Lìa nhãn xứ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lại nữa, thiện hiện cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Chính thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Cái khác với sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Cái khác với thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong sắc xứ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong thanh hương vị xúc pháp xứ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong Đại Bồ Tát có sắc xứ chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong Đại Bồ Tát có thanh hương vị xúc pháp xứ chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lìa sắc xứ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lìa thanh hương vị xúc pháp xứ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lại nữa, thiện hiện cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính nhãn giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Chính nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Cái khác với nhãn giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Cái khác với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong nhãn giới có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong nhĩ tĩ thiệt thân ý giới có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong Đại Bồ Tát có nhãn giới chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong Đại Bồ Tát có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lìa nhãn giới có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lại nữa, thiện hiện cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính sắc giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Chính thanh hương vị xúc pháp giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Cái khác với sắc giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Cái khác với thanh hương vị xúc pháp giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong sắc giới có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong thanh hương vị xúc pháp giới có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong Đại Bồ Tát có sắc giới chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong Đại Bồ Tát có thanh hương vị xúc pháp giới chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lìa sắc giới có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lìa thanh hương vị xúc pháp giới có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lại nữa, thiện hiện cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính nhãn thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Chính nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Cái khác với nhãn thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Cái khác với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong nhãn thức giới có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong Đại Bồ Tát có nhãn thức giới chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong Đại Bồ Tát có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lìa nhãn thức giới có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lại nữa, thiện hiện cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính nhãn xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Chính nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Cái khác với nhãn xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Cái khác với nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong nhãn xúc có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong Đại Bồ Tát có nhãn xúc chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong Đại Bồ Tát có nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lìa nhãn xúc có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lại nữa, thiện hiện cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Chính các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Cái khác với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Cái khác với các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không.
Trong các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, thiện hiện cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính thủy hòa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với thủy hòa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong địa giới có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong thủy hỏa phong không thức giới có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có địa giới chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có thủy hỏa phong không thức giới chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa địa giới có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa thủy hỏa phong không thức giới có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, thiện hiện cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong nhân duyên có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có nhân duyên chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa nhân duyên có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, thiện hiện cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong pháp do duyên sanh ra có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có pháp do duyên sanh ra chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa pháp do duyên sanh ra có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Hết quyển thứ 13.